sư ơi, em muốn nâng mũi cấu trúc ạ. What? Rồi, chào em. Sao em lại muốn nâng mũi cấu trúc nhỉ? Tại vì em đọc ở trên mạng ấy thì em thấy mọi người bảo mũi cấu trúc xịn, sửa được hầu hết tất cả các mũi. Rồi, ok, anh xem nha. Bác sĩ chia sẻ nhé. Dạ vâng. Đúng là mũi cấu trúc thì là cái phương pháp nâng mũi rất là hiện đại hiện nay, chỉ sửa được rất nhiều những cái khuyết điểm. Tuy nhiên thì nó cũng có những cái hạn chế nhất định. Bác xem rồi, vâng. Mũi của em ấy thì nó không có quá nhiều những nhược điểm. Vâng. Mũi nó đủ chiều dài, cái đầu mũi nó cũng khá là thon. Dạ vâng. Nhưng mà cái phần ra cái sống mũi này nó hơi thấp một chút xíu. Vâng. Và cái đầu mũi nó chưa có cái độ bật. Đó, thì với những cái form mũi mới làm lần đầu như của em như thế này và nó không có quá nhiều nhược điểm, vâng, thì bác sĩ khuyên em là không nên làm mũi cấu trúc. Đó, thì mình nên lựa chọn cái giải pháp nào nó nhẹ nhàng hơn mà vẫn đạt được cái mục đích, vừa đỡ tốn kém chi phí. Nói em nhé. Vâng, 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 vâng